Có thể thấy là tân số 1 thế giới Iga Swiatek vẫn đang thể hiện phong độ đầy ấn tượng, còn trước đó cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka đã khiến không ít người ngỡ ngàng khi bỏ ngang trận đấu tại vòng 3 và không có một lời giải thích. Có lẽ phải khá lâu nữa chúng ta mới lại thấy Vika trở lại. Victoria Azarenka đã tuyên bố nghỉ thi đấu một thời gian bởi những lý do cá nhân. Cô nói rằng việc ra sân ở vòng 3 WTA Miami Open là một quyết định hoàn toàn sai lầm, vậy nên đã bỏ cuộc khi bị Kvitova dẫn trước 6-2 và 3-0. Đó là lần thứ 7 mà Azarenka rút lui giữa chừng trong 14 giải đấu gần nhất mà cô tham dự. Trước đó, tay vợt nữ xếp hạng 16 thế giới cũng đột ngột bật khóc trong thất bại trước Rybakina tại Indian Wells cách đây không lâu. Trái ngược với Azarenka, niềm vui lại tới với Rajiv Ram và Joe Salisbury. Việc giành quyền lọt vào tứ kết đôi nam Miami Open giúp bộ đôi này chiếm lấy ngôi số 1 thế giới của Nikola Mektic và Mate Pavic từ tuần tới, sau khi hai tay vợt người Croatia thất bại ở vòng 2. Với riêng Joe Salisbury, anh trở thành tay vợt Vương quốc Anh thứ 3 trong lịch sử vươn lên đỉnh ATP, sau Andy Murray ở nội dung đơn nam và Jamie Murray của đôi nam. 15